Vâng, âm thanh Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video test dàn ngày hôm nay. Hôm nay thì dàn âm thanh đã cập nhật tại cửa hàng điện tử Mạnh Hùng rất là nhiều. Để đáp ứng yêu cầu một số anh em ở xa gọi điện và nhắn tin đến yêu cầu test ba cái bộ dàn chung, thì hôm nay em sẽ test và giới thiệu với anh em ở xa luôn, để anh em liên hệ đặt hàng. Cũng có một số anh em đã chuyển tiền đặt cọc nhưng mà còn đang phân vân chưa biết lấy bộ nào, thì hôm nay em sẽ test và giới thiệu với các anh em luôn là ba bộ dàn chung. Dàn chung thì nó cũng rất là nhiều, có những dòng dàn chung cao cấp như là Sony MD919 này, Sony MD919 này, và Sony MD99 này, bên này cũng là MD99 này, và dưới này là Piolo C3 này. Đấy, đây là những bộ dàn chung cao cấp. Bốn bộ dàn chung là bốn bộ dàn chung cao cấp anh em, bốn bộ dàn chung cao cấp. Còn nguyên dãy đằng sau này thì toàn là dàn đại hết, mà là có cả dàn đại tướng luôn các bác nhé. Đây là cái bộ dàn Aiwa 3.9 hồi gỗ này, cả khiển zin, giảm mốt zin luôn. Aiwa 3.9 hồi gỗ. Và bên này thì Victor Z9000, bộ này cũng là hồi gỗ, công suất rất là cao. Và một số những bộ dàn Technic CH650, CD650 các bạn. Technic 650 thì rất mới. Và Kenwood A68 hôm nay cũng có hàng. Và Aiwa F2, Sansui quắc vàng, mặt vai vàng. Và cuối cùng kia là Puler X740. Và Kenwood A85. Đằng sau cái bộ Aiwa này nó là bộ Onkyo C50. Còn trên này thì toàn dàn Kenwood A97, nhưng bộ lại quá quen thuộc. Bên này thì Panasonic D5. Thì em chỉ đọc tên như vậy thôi, vì những bộ dàn nó có rất là nhiều clip test những bộ dàn A97 và Sony MD919 thì các bác tham khảo thoải mái. Trước khi các bác đặt gửi hàng cho các bác thì em sẽ test chi tiết từng chức năng một, những cái gì nó sống nó chạy em sẽ báo các bác là nó chạy, còn cái gì nó không chạy thì em báo các bác là không chạy. Ví dụ như một số chức năng không quan trọng lắm như là quay băng, ít anh nghe anh em nghe, thì bộ làm em test nó chạy thì em có các bác nó chạy. Và đủ các cục súp và sensor thì các bác phối ghép vào những bộ dàn Kenwood và cả đĩa than các bác nhé, có cả đĩa than Kenwood. Và như các bác quan sát đây thì ba bộ dàn này chung này thì bộ nào cũng đẹp. Bộ đầu tiên này là bộ Sony H4900, loa 3 đường tiếng, quay tùy chỉnh 4 thớt, điện chạy 220V, hai cầu luôn các bác nhé. Tất cả cầu điện em đã gạt sang 220V. Bộ này là dàn chung H4900, 4 thớt, và còn đầy đủ ê căng dây dợ để đầy đủ cho các bác trước khi gửi hàng. Và tiếp theo bên này thì dàn Kenwood này 622 cũng chạy điện 220V. Kenwood 622 chạy điện 220V. Và tiếp theo bên này là JVC MX77. Thì em giới thiệu luôn cái bộ JVC MX77. Bộ JVC MX77 này là điện chạy 220V, bao gồm 4 thớt, trên cùng là CD. Tiếp theo là Radio FM, và tiếp theo là âm ly game equalizer, tùy chỉnh tất cả các chế độ, dưới cùng là băng dây. Đi theo một đôi loa 3 đường tiếng các bác nhé. Các bác nhìn như này là 2 đường tiếng, nhưng mà nó thực trong lại là còn bát đánh ra. Đây là 2 cầu, cầu bát riêng, cầu bát riêng biệt, và cầu loa chung và loa check đôm riêng biệt, hai cầu tiếng quay đằng sau cho các bác. Và cái bộ dàn này thì cục giữa màu ghi nó rất là đẹp, sáng đẹp. Và các vị trí đấu lối dây thì em cũng đã nấu nối, và trước khi gửi hàng cho các bác em sẽ đánh dấu hết.
Đây nó sẽ đường tivi mạng vào này. Em đang chạy tivi mạng vào đây. Các bác có thể là mở nhạc mạng lên nghe thoải mái. Đây hai cầu loa này. Cầu trên là cầu loa chung và loa chép, cầu dưới là loa bác ở trong đánh ra. Bộ dàn này thì nó có công suất loa của nó sẽ là loa chính. Loa bát của nó sẽ là 50W và cầu loa trên nó sẽ là 40W, tổng bộ này là 90W một thùng. Các bác nhé. Và âm ly được làm mát bằng quạt gió, thế cho nên là rất là yên tâm khi mở lâu. Bằng loa thùng vách hai bên đều đẹp. Khi các bác ở xa nhận hàng thì thứ nhất là em cũng đánh dấu, nhưng các bác cũng chú ý luôn cái cầu loa trên thì các bác sẽ đấu vào cái cầu trên này. Đấy, cầu xanh trắng này sẽ vào xanh trắng ở trên của đít âm ly này. Ta lật ra ta đút vào. Còn cái cầu đỏ đen thì ở đây nó là dưới này đỏ đen rồi. Thì màu là ta đó vào đầu màu đó, đây cũng đỏ đen. Và cái bộ dàn này nó cũng ghép được nhiều thứ lắm, súp sen này ghép được. Cầu điện em gạt hết sang 220 rồi, em xoay hết sang 220 để cứ cắm thẳng vậy. Và đây em đang chạy được tivi mạng vào. Và nó sẽ tùy chỉnh những chế độ EQ các bác nhé. Tùy chỉnh chế độ EQ thì các bác sẽ ấn nút này. Nút này lên này. Đấy, ấn nút này thì nó sẽ nháy ở dải này. Thì ta thích chỉnh dải nào thì ta sẽ dịch cái này, dịch mũi tên sang phải sang trái. Đấy, thay đổi âm thanh. Đấy, tùy chỉnh được tất cả các chế độ âm thanh. Chế độ cho nên là cái bộ dàn này nó rất là hay. Xong ta ấn delay thì nó nháy, nó rất là nhiều kiểu nháy. Còn ta nghe gì thì ta bấm đó thôi. Ví dụ như ta nghe radio thì ta sẽ bấm radio. Đây TV mạng em cắm đường video DAC. Ví dụ như ta nghe CD thì ta bấm dịch cái này. Bấm dịch này. Radio đây, nghe radio này. Thì tu lơ, đèn đỏ nó sẽ báo tu lơ. Đa số là nó tự động hết. Ví dụ như đang nghe radio này mà ta muốn nghe bằng dây thì ta chỉ cần một cái play cái này. Cái này tự đảo bằng dây nó chạy. Bằng băng dây rất ok, cửa rất là mượt mà. Cửa B này. Bằng băng dây thì ta ấn tự động và cho băng mà ấn tự động ở trên này sẽ tự chuyển. Vòng băng dây rất là ok và radio nói rất là tốt. CD thì ta chuyển cho đĩa vào, ta chuyển play cái này là ở dưới tự sẽ chuyển về CD, rất là tiện. Chỉ riêng đường TV mạng vào là ta phải xoay, ta ấn sang đường video DAC thì ta phải ấn cay thôi, tất cả tự động hết. Để đời để
về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buông câu, anh qua cầu Hồng Phú Phú Lý ơi, câu hát dân ca mà em vẫn hát Châu này Châu tinh Châu tình em còn son, anh cũng còn son, anh về thưa với rồi. Rất là ok cái bộ đàn DVC mấy 77 này. Như cái bộ đàn chung này đa số kích thước chiều ngang của nó là 80cm và chiều cao thì có bộ lo 42, có bộ lo 40, như cái bộ này là 38 các bác nhé. Chiều cao là 38, chiều ngang là 80 và chiều sâu là khoảng 32. Chiều sâu của này cũng rất là sâu, khoảng 32 các bác nhé. Đấy. Rất là ok và rất là đẹp, các bác có thể là trưng bày ở phòng ngủ, phòng khách thoải mái. Nghe rất là hay và các bác kê bàn làm việc cũng rất là ok. Vâng, bộ đầu tiên này là bộ DVC MX77 có giá là 4,2 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, không bao gồm cước phí vận chuyển nhé. Bộ em nhắc lại là 4,2 triệu, không bao gồm cước phí vận chuyển DVC MX77. Vâng, và tiếp theo là cái bộ dàn bên này là cái bộ dàn Kenwood LS622, bộ này công suất là 70W một loa, hai loa của nó là 140W. Bộ này cũng chạy điện 220V, radio FM và băng dây, chạy mượt mà hết, 4 thớt chạy mượt mà, hình thức bên ngoài đẹp, loa 2 đường tiếng và chiều ngang của bộ dàn này cũng là 80. Thì những cái dòng dàn này bát nó chỉ 16 thôi nha các bác nhé, bát 16 và check đôm. Đấy. Và chiều cao của bộ này thì nó khoảng 42, chiều sâu nó khoảng 32, cũng chạy điện 220V, 4 thớt, chạy rất là ok. CD equalizer của cái bộ dàn này nó giải nó rất rộng. Đấy. Tùy chính tất cả cái chế độ equal, giải nó rộng sâu chỉnh như một chất âm. Bộ dàn này rất là hay, bộ dàn này có giá hơn 5 triệu. Mấy năm miệt mài đường hành quân đêm ngày, giấc ngủ hao mòn từ miền xa xôi sâu. Thì nó tùy chỉnh tất cả các chế độ equal, như như mà ta ấn mát này, ấn pad này, ta sẽ ấn đây, ấn delay lên thì ta sẽ chỉnh tất cả các chế độ equal. Đấy, display thì ta sẽ chỉnh được tất cả các chế độ equal. Đây ta sẽ chỉnh cái giải bass 40 này. Đấy. Tùy chỉnh. Khi ta chỉnh được vừa theo tai của mình thì ta sẽ nhớ lại.
giữa là dài trung rồi. Ta thích cho nhiều trung thì ta nghe cho trung đi. Ta dịch sang bên này là 16k dài chéc. Vâng, rất là ok. Còn bộ này, bộ Sony H4900 thì cũng rất là ok, hoạt động mượt mà, CD, radio và tất cả các cổng kết nối vào vẫn ok hết, vẫn tùy chỉnh các chế độ EQ như bình thường. Thì ấn play trên này cái tự động ở dưới đảo CD rồi. Và lấy chuyển bài cũng rất nhanh. Đấy, 75, 76. Bỏ tay cái chạy luôn. Dàn chung này thì các kích thước thì nó cũng gần ngang như nhau thôi, nhưng xê dịch từ 75 đến 80 các bác nhé. Bát của nó thì cũng chỉ 16 ở những cái bộ dàn chung thôi, dòng chung ở những bộ này là chéc đôm mà, cho nên nó nghe tách tách rất là hay. Bộ Sony H4900 này cũng chạy điện là 220V các bác nhé. À, loa cùng vách hai bên rất là mới đẹp. H4900 Made in Japan, rất đẹp các bác nhé. Thì ba bộ dàn hôm nay em giới thiệu với các bác, thì một số bác nào mà chuyển tiền rồi, ứng bộ nào thì các bác lên gọi điện nhắn tin sớm. Còn các bác nào có nhu cầu thì cũng tiếp tục liên hệ. Vâng, ba bộ dàn chung hôm nay em giới thiệu, tất cả các bộ đều đẹp và ok hết. Vâng, còn dàn đại thì em sẽ tranh thủ em test vào các clip tiếp theo. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin lỗi các bác, em báo giá cái bộ dàn này luôn. Bộ này có giá 4.200.000 đồng các bác nhé, không bao gồm cước phí vận chuyển. Bộ Sony H4900 này là 4.200.000 đồng, không bao gồm cước phí vận chuyển. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.